Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh mà Tông hay làm. Lâu quá rồi không lên lại gặp các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo mới cũng thơm. Là một cái đồng đồng FMC Bay các bạn. Đây là một cái ứng dụng sàn sàn giao dịch tập trung, nó cũng giống như là Binance vậy các bạn. Nó có thể giúp cho các bạn mua bán tất cả các loại coin nhưng mà sàn này họ chạy tập trung ở trên cái nền tảng mà blockchain Tron đó các bạn, thành ra là tốc độ rất là nhanh, phí nó cũng thấp. Ví dụ như sàn Binance đi thì nó chạy trên cái cái nền tảng Binance Smart Chain đó, thì nó dùng cái BNB để làm cái đồng token gốc. Thì ở bên sàn FMC Bay này các bạn, nó sẽ sử dụng cái đồng FMC để làm cái nền tảng gọi là native token. Thì cái token FMC này các bạn, nó sẽ dùng để làm phí giao dịch cũng như là phí ga, giống như năng lượng để chạy cho cái sàn giao dịch đó. Và hiện tại các bạn thì nó đang cho mình miễn phí 1.000 đồng FMC khi các bạn đăng ký nha. Các bạn đừng bỏ lỡ. Hiện tại thì giá nó chưa cao đâu, giá nó khoảng có lúc nó một phẩy mấy đô thôi, nhưng mà về tương lai á, thì khi cái sàn phát triển các bạn, thì những cái token gốc á, nó sẽ tăng giá rất là nhiều lần. Ví dụ như BNB nó đã có lúc lên tới 500-600 đô một một đồng gì đó. Thì tổng lượng cung của FMC các bạn nó là 128 tỷ nha. Hiện tại là đưa ra lưu thông thị trường là khoảng 80 tỷ rồi, nhưng mà nó có những cái cơ chế để burn, để đốt bớt đi. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cái đồng FMC này nhé. Đây là một cái sàn giao dịch tập trung nha các bạn, nó giống y như Binance vậy đó. Có nghĩa là các bạn mua bán tất cả các loại coin đều ok hết. Thành ra là cái cách mà sử dụng Binance như thế nào thì chắc mình cũng không cần phải chỉ các bạn đâu. Nó giống như một sàn giao dịch vậy thôi, chẳng qua là sàn giao dịch này họ mới, thành ra họ muốn thu hút nhiều người, thành ra họ mới cho miễn phí 1.000 đồng nghe, 1.000 đồng, 1.000 coin, 1.000 token. Token này chạy trên TRC20 các bạn, là trên mạng Tron nó nghe. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn theo từng bước làm đây. Thì cũng đơn giản các bạn vô cái link mình chia sẻ nè, mình sẽ chia sẻ trong cái phần mô tả đó. Các bạn chỉ cần điền địa chỉ email rồi password rồi cái code cái mã mời của mình, và xong rồi các bạn, sau đó các bạn vô email, các bạn active tài khoản lên là các bạn sẽ vô ví, sẽ thấy có mình có 1.000 FMC nghe. Còn nếu như các bạn muốn rút tiền á, thì các bạn buộc phải bật bảo mật hai lớp đó. Còn nó không có yêu cầu KYC giống như là những cái ứng dụng khác. Thì mình sẽ đưa những hình ảnh này lên cho các bạn cách để làm nghe. FMC Pay này các bạn, nó cũng có app ở trên Android cũng như app ở trên iOS nha. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng như là một cái sàn giao dịch bình thường thôi. Ok. Các bạn theo chân mình để xem cách làm của mình nhé. Ở đây thì các bạn điền nickname nè, email nè, password nè. Đó, sau đó là cái mật khẩu sponsor là cái mã mời của mình. Đó, rồi các bạn bấm register là xong nha các bạn. Rồi. Rồi sau đó các bạn vô email của mình, nó sẽ có một cái email gửi về. Rồi các bạn lên trên Store CH Play, rồi các bạn đào ứng dụng FMC Pay xuống nha. Rồi. Rồi mình sẽ tìm cái ứng dụng FMC Pay nha. Đây, nó đây các bạn. Đó. Bạn bấm cài đặt nha. Ừ,
đăng ký tài khoản đây mình được 1.000 FMC coin nha các bạn. Cái token này thì các bạn dùng để làm phí giao dịch ở trong cái market trong ứng dụng này nha các bạn. Đó rồi giờ các bạn có thể chọn vào đăng ký. Rồi, các bạn dùng cái thông tin lúc nãy mình đăng ký nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ vô lại nha. Đó. Khi các bạn mỗi lần vô họ sẽ gửi tới email một cái code, các bạn sẽ phải giao email các bạn để các bạn lấy cái code này. Rồi dễ vô rồi các bạn. Đây đó. Các bạn sẽ có thể vô cái ví của mình nè. Đó các bạn sẽ thấy là ví của mình nè. Đây FMC 1.000 này các bạn thấy không? Đó. Đang giá hiện tại là 0.17 đô, vậy là xong nha các bạn.